Tức là con búp bê này với con bò là rất là thân thiết với nhau đúng không? Ui. Tạm biệt một thời gian xa nhau đúng không? Chuẩn bị về nghỉ hè đúng không? Chặt cái gì ạ? Không nghe này. Ui. Tạm biệt búp bê. Nào, bà Sểnh, bà Sểnh. Ơ, bà Tiệp đi đâu rồi? Bà Tiệp có biết đi đâu rồi, có thể mặt đâu này. Đi cả. Nope. Chắc là đi cả rồi. Chiều về. Thế hôm nay là lại vắng bà Tiệp rồi. Lúc nào cũng không đủ người là thế nào? Lần sau đi học là phải gọi bạn đi chứ nhá. Chắc không về gọi rồi mà cũng thấy ở đâu. Đây, nhìn lên bảng. Tại sao là lại phải tạm biệt búp bê? Nope. Đấy. Ý đồ gì ở đây? Ý đồ là búp bê là búp bê. Tạm là gì? Tạm là nó không bao giờ là thực hiện, gọi là thực hiện nó nghiêm túc được ở một chỗ đúng không? Tạm ấy, tạm là tạm thời đúng không? Biệt là gì? Biệt tạm ly. Tạm thời ly biệt. Đấy, tạm thời ly biệt búp bê. Ui. Đấy. Nào, bà Sánh, nhìn đi đâu ấy? Búp là gì? Búp đó. Búp là gì? Búp là búp bê. Búp là những cái mầm chồi non nó đang nảy mầm, đúng không? Bê là gì? Bê là gì? Bê là con bê. Bê là con bò. Đấy, con bò con. Bê là con bò á? Bê là con bò con. Đấy. Thế là gì? Tạm gì? Tạm thời tạm biệt những mầm chồi của con bò. Đúng không? Con dế. Đấy. Đấy, đúng không? Tạm biệt búp bê. Tạm biệt búp bê thân yêu. Còn thân yêu nữa không? Lúc là con bò đấy là nó là rất là thân yêu. Đấy, nó rất là thân là gì? Thân là nếu mà nói theo nó rất là nhiều nghĩa. Đấy, phong ba bão táp là không bằng ngữ pháp Việt Nam. Ui. Đấy. Thân có nghĩa là mình là thân nhau, yêu nhau gọi là thân đúng không? Mình chơi với nhau thật là thân. Yêu nhau. Đấy, thân yêu. Yêu là gì? Yêu là ái. Thân là tuổi thân, tuổi con khỉ đúng không? Đấy. Thế là tạm biệt búp bê thân yêu là gì? Tạm thời biệt cái mầm chồi của con bò. Đấy. Rất là thân yêu với lại con bò. Đúng không? Đó. Đấy. Đó. Tạm biệt búp bê thân yêu. Thế tại sao lại phải tạm biệt? Nào, bà Sểnh nào, tại sao lại phải tạm biệt con búp bê này? Ý đồ gì ở đây? Tạm biệt búp bê thì xa nhau. Tức là con búp bê này với con bò là rất là thân thiết với nhau đúng không? Ui. Tạm biệt một thời gian xa nhau đúng không? Chuẩn bị về nghỉ hè đúng không? Đấy, để đi chơi tắm biển các kiểu đúng không? Đấy, rồi bà ngồi xuống, bà Sểnh. Gần đúng rồi. Bà Sểnh, tiếp. Tại sao con bò này lại tạm biệt con búp bê này? Hả? Sao? Nó không thích nó tạm biệt. Nó không thích nhau. Nó không thích nó tạm biệt à? À, cũng đúng rồi. Cũng yêu nhau à. Đúng rồi, ngồi xuống. Tạm biệt búp bê thân yêu tức là hết kỳ, tức là hết năm học rồi. Con bò này là phải tạm biệt con búp bê. Con búp bê đúng không? Con búp mầm chồi, bê là con bò con. Tạm biệt búp bê thân yêu. Xong lại tiếp tục là tạm biệt gấu mi sa nhé. Gấu tạm biệt là mình biết rồi. Con gấu là gì? Gấu mi sa. Con gấu ấy tên là mi sa, nhưng mà chúng ta phân tích vào cái từ gấu này là gì? Gấu này là gấu là đầu gấu. Hiểu chưa? Đầu gấu, gấu trúc, gấu chó, gấu ngựa, rất nhiều loại gấu. Đấy, gấu mi sa. Gấu ta dũng con chó. Mi sa. Mi dịch từ tiếng Tày ra cũng có nghĩa là con mi. Gấu. Sa là gì? Sa là gì? Xa khoảng cách. đúng không? Khoảng cách. Tức là ví dụ như là bà Sểnh ở trên đồi kia, cháu ở dưới này, là một cái khoảng cách đấy gọi là xa nhau. Tạm biệt gấu, đầu gấu, đúng không? Đúng không? Tại vì con gấu này là đầu gấu quá cho nên là không có bạn chơi cùng, đúng không? Đấy. Rồi xong lại tiếp tục là tạm biệt thỏ trắng xinh xinh. Tại sao lại con thỏ đấy là biết là con thỏ đấy là trắng là xinh, đúng không? Trắng là gì? Trắng là gì? Trắng là nó trắng là nó không đen, đúng không? Nó trắng, đúng không? Nói bao nhiêu lâu không hiểu, đúng không? Trắng là nó không đen, nó không đen là nó trắng, không có màu, cũng trắng, trắng. Thỏ trắng còn xinh xinh nữa cơ, đúng không? Xinh mà. Tại sao lại xinh? Tại vì trắng là sao? Trắng chính, trắng xinh. Trắng chưa chắc là đã là xinh. Xinh mà. Trắng là xong rồi mồm méo còn lâu mới là xinh, đúng không? Có ba mồm méo à? Đấy, tai dài. Trắng cái lông nữa chứ. Đúng không? Xinh cái lông. Thỏ trắng xinh xinh. Mai tôi vào lớp 1 rồi, nhớ lắm quên sao được trường mầm non thân yêu. Đó là gì? Hả? Bà Sướng. Nhớ lắm. Tạm biệt rồi nhưng mà sao lại nhớ nhau làm gì? Đầu gấu này với lại con bò bê con này, xong là những mầm chồi này, lộc này. Những người đấy là những người bạn với nhau, đúng không? Ở đấy là gấu Misa, con gấu Misa đấy là đầu gấu nhất. Đấy. Thế là bởi vì là đầu gấu cho nên là không chơi được với nhau nữa. Tạm thời xa nhau một thời gian, hiểu chưa? Đấy. Nhưng mà bởi vì chơi với nhau lâu rồi cho nên là những cái con vật này nó rất là nhớ nhau. Nhớ lắm, quên sao được. Đấy. Quên sao được. Không bao giờ quên á. Đúng rồi, quên sao được. Trường mầm non thân yêu, đúng không? Cái trường đấy là trường mầm gì? Mầm non. Trường mầm non nhá. Chúng ta lại tiếp tục đi phân tích sâu vào cái từ mầm và từ non. Mầm là gì? Mầm là gì? Bà Sướng. Mầm non. Mầm là gì? Mầm là gì? Mầm à... Đứng lên, đứng lên. Bà đứng lên. Mầm là gì nhỉ? Búp mầm. Mầm là cái gì? Mầm. Mầm. Búp mầm non. Mầm là gì? Mầm là đây. Búp mầm nảy mầm, nảy mầm. Ở đây này. Không, ở đây là cũng có đây nhưng mà không nhìn thấy thôi. Nảy mầm. Tức là nó nảy mầm đấy. Từ một cái hạt khô hoặc là cái gì đấy thôi, nó nảy lên mầm, gọi là mầm. Ở vành nhái này. Nảy mầm. Mầm xong là nó còn non đó, đúng không? Non, nó yếu ớt. Non là gì? Non là từ chỉ định từ yếu ớt, đúng không? Mầm non yếu ớt. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Bà Sểnh hiểu chưa? Rồi, ngồi xuống. Đấy. Đó là một chiếc mầm non yếu ớt. Mầm non yếu ớt. Cho nên là cần được bảo vệ, cần được bảo vệ. Cho nên là chúng ta mới phải là yêu thương nhau. Trường mầm non thân yêu, đúng không? Đấy. Đấy, qua hai bài tác phẩm này là hai bà rút ra được bài học gì, kinh nghiệm gì cho cuộc sống không? Ui. Hả? Qua bài học hôm nay là chúng ta rút gì để cho được cho bài học gì cho cuộc sống không? Bài học gì? Hả? Bài học con vịt. Bài học con vịt à? Tức là rút ra được cái bài học cho cuộc sống là gì? Con vịt đấy không biết bơi, nó cần phải tập bơi, đúng không? Đúng. Đấy, nó cần phải tập bơi. Và trường mầm non thân yêu là phải yêu thương lẫn nhau, hiểu chưa? Có. Đấy. Đấy. Tiết học của chúng ta, buổi học của chúng ta hôm nay là quên, cái tiết phân tích này là tạm thời đến đây là kết thúc nhá. Bây giờ cho hai bà nghỉ giải lao một lúc. Đi tè đi ấy đi. Nhầm. Nhá. Đứng này đi. Chào thầy giáo đi á. Một tí con bé là tè. Này. Sểnh quay lại. Ngày trước thầy dạy như thế nào? Khi ra chơi hoặc là khi hết cái học là phải là gì? Đứng lên. Chúng em chào thầy ạ. Nào. Ra chơi vui vẻ đoàn kết vệ sinh nhá. Nói nha. Chúng em chào thầy ạ. Xong là ra chơi vui vẻ, đoàn kết, vệ sinh, không địch bẩn, không đánh nhau. 2, 3. Các em chào thầy ạ. Các em chào thầy ạ. Đây, ra chơi vui vẻ. Đây, 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 nghe này. Ra chơi vui bà vẻ. Bà Sướng. Thước đâu? Thước đây. Cái bà Sướng ấy. Cái đít đây này. Nào. Nghe này. Nghe này, thầy dạy này. Lần sau là phải như thế này. Chúng em chào thầy ạ. Ra chơi vui vẻ, đoàn kết vệ sinh. 2, 3. Ra chơi ra chơi vui vẻ, đoàn kết vệ sinh. Ra chơi vui vẻ, đoàn kết vệ sinh. Không nghịch bẩn, không đánh nhau, chơi đoàn kết. Không nghịch bẩn, không nghịch bẩn, không đánh nhau. Không nghịch bẩn, không đánh nhau, chơi đoàn kết. 2, 3. Không nghịch bẩn, không đánh nhau, không đoàn kết. Rồi ra chơi đi. Để thầy nghỉ ngơi một tí đã nhá.